Bơm xe ghê là bơm 4-5 cái thấy có xe đủ nè. Rồi đóng e nè. Và công tắc nè ha. Đa nè, đó nè. Giật vài cái cho xe nó lên ha. Anh em đến với kênh Quang Thái Nông Cơ nhé anh em. Đây là cam vi E500 anh em, piston 45mm anh em ha. Thì bây giờ Quang Thái quay test dài cho khách nha anh em. Đấy, thì này là piston 45mm này, có quà tặng kèm theo là dao này, dây đeo hai quai này, bình than nhiên liệu này, kiếng này, phiếu này và tờ bao tay nha anh em. Phụ kiện kèm theo anh em ha. Đấy, thì giá là 3,5 triệu anh em, bao gồm là phụ kiện của nhà máy này và Quang Thái tặng theo cho anh em mình một cái bát cước và một lít nhớt KV luôn nha anh em. Đấy, thì giá là 3,5 triệu bao vận chuyển. Piston thì 45mm. Giờ Quang Thái bắt cái bát cước vô nè, bắt bát cước vô nè, ráp hoàn thiện rồi nè anh em. Ráp cái bát cước vô ha. Thì anh em nhớ ráp cước thì cho nó đúng cái tâm của lỗ bắt cước nha anh em, cho nó chạy nó khỏi rung cần nha anh em. Đấy, đổ xăng vô ha. Rồi mình thấy đổ xăng vô test thôi anh em ha. Bơm 4-5 cái thấy có xe đủ nè. Rồi đóng e nè. Và công tắc nè ha. Đa nè, đó nè. Giật vài cái cho xe nó lên ha. Nó dễ luôn hả? Nó dễ nhanh nhanh này. Thank you.